Mọi người có thấy set đồ này xinh không ạ? Thật sự luôn, khi mà Phương vừa mặc cái set đồ này lên, Phương đã cảm thấy là nó đúng với phong cách của Phương thích. Bởi bình thường á, mình đi làm rồi mình đi dẫn chương trình, mình đã phải hay mặc những cái chiếc váy rồi mặc đồ kiểu hơi bánh bèo, hơi bồng bềnh này kia, rồi mình rất là ít có cơ hội được mặc những thứ nhìn nó năng động một chút, trẻ trung một chút. Thì khi mà hàng cuộc sống thường ngày thì Phương rất là hay lựa chọn những cái chiếc quần jean, áo phông để mình nhìn trông trẻ trung hơn và năng động hơn. Thì hầu như là mọi người cũng như vậy đúng không? Bởi vì đi làm thì đã phải mặc những cái thứ nhìn rất là kiểu co cứng rồi. Tức là mình khi mình đi làm thì mình sẽ phải mặc những cái đồ công sở này kia. Thì cuộc sống hàng ngày thì Phương nghĩ mọi người nên chọn những thứ nhìn nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là một cái set đồ như Phương đang mặc đây, rất là xinh. Đó, chiếc quần là một chiếc quần jean có giãn 4 chiều và có rất là nhiều những cái họa tiết mà được phối vào cực kỳ là lạ mắt luôn. Mà Phương nghĩ đây là một cái chiếc quần mà có một cái cách phối rất là lạ và rất khó để đụng hàng ấy. Rất là xinh này. Quần baggy dạng bom rất là bó và co, nó co giãn nhưng mà nó lại nhìn nó rất là ôm vào cơ thể, nhìn nó sẽ khoe trọn được tất cả các vòng của chúng ta luôn này. Xinh không? Đó. Và ở dưới là sắn gấu nhá. Em quần này cho mọi người nhìn rõ họa tiết này. Họa tiết mọi người thấy rõ không? Đó. Họa tiết vá nhá, rất là xinh và rất là trẻ này. Màu sắc cũng trẻ luôn. Ống là dạng ống sắn này. Đó. Rồi, sẽ được tặng một cái beo như thế này. Một cái beo màu nâu rất là xinh này. Bình thường mọi người mua beo là đã phải vài trăm rồi. Nhưng mà đây là mọi người mua quần cũng chỉ vài trăm thôi, đã được tặng một cái beo rồi ấy. Cái beo này tặng kèm nha mọi người. Quần thì có đủ size từ 25 đến 28. Nhưng Phương thì Phương đang mặc size 25 nhá. Phương là nặng 48kg, đang mặc size 25 này. Rất là ôm và xinh luôn. Đó. Khi mà mặc quần thì chúng ta có thể phối với một chiếc áo như thế này. Đây là dạng áo phông giấy, phông cốt tông giấy. Áo cốt tông giấy thì ở Mega Fashion thì rất là hot, mọi người hiểu không? Bởi vì mỗi một lần á, Phương up một cái video nào đấy liên quan đến review về áo cốt tông giấy thì mọi người đều mua cháy hàng luôn. Nên là ở Mega Fashion phải liên tục cập nhật những cái mẫu áo cốt tông mới cho mọi người để mọi người có thể làm có nhiều sự lựa chọn. Thì đây là một mẫu áo cốt tông mới về của Mega Fashion, rất là xinh này. Đó, tay thì là dạng tay sắn gấu rất là xinh nhá. Hình in thì được thêu vào luôn mọi người ạ, rất là chắc chắn. Mọi người nhìn đường thêu không? Rất là chắc chắn này. Đó, áo cốt tông giấy thì các bạn mặc sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng và rất là ôm dáng luôn, rất đẹp. Khi mà mặc với quần có beo nâu thế này ấy, thì Phương sẽ phối một chiếc áo phông nâu. Nhưng mà em này thì quá đẹp đi nên là Mega Fashion đã nhập tận 4 màu về. Và đây là màu nâu nhá. Màu nâu này thì các bạn có thể mặc rất là nhiều cái trường hợp. Ví dụ phối với một chiếc quần có họa tiết nâu này, hoặc là mặc quần jean, quần short hay là chân váy dài cũng được. Còn nếu mà mọi người có thể thích những cái màu sắc khác thì còn rất là nhiều màu này. Ví dụ như là màu xanh lá cây này. Màu xanh lá cây cũng rất là xinh nhá. Đó. Hoặc là những người mà rất là mê màu hồng thì đây có cả màu hồng cho mọi người lựa chọn này. Màu hồng rất là xinh. Màu hồng thì chúng ta có thể phối theo cái cách nào đấy nhìn nó bánh bèo hơn thì rất là đẹp nhá. Rồi, màu tiếp theo là màu trắng. Màu trắng thì rất là dễ mặc rồi. Màu trắng này thì các bạn có thể mặc với cả quần jean màu đen, quần kaki màu đen, chân váy đen, sock đen. Rất là nhiều cách để phối bởi vì màu trắng là màu quốc dân mà. Xinh không? Rất là xinh nhỉ. Đó. Áo cũng chỉ vài trăm nghìn thôi là các bạn có thể mua được rồi.